Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay chủ yếu là chúng ta phân tích ba cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là nói về luật sư Trần Quang Sĩ tư vấn cho Lê Thanh Minh Tú kiện luật sư Trần Quốc Vũ ra Liên đoàn Luật sư là như thế nào. Cái nội dung thứ hai là nói về Lê Thanh Minh Tú yêu cầu tòa án xử lý hình sự đối với luật sư Trần Quốc Vũ ra sao. Và cái nội dung thứ ba là gần đây mọi người cũng đã nghe trên mạng loan tin rằng là vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng đã có bản án rồi. Sự thật là như thế nào? Từng bước chúng ta sẽ phân tích kỹ về ba nội dung này. Đầu tiên nhất là nói về luật sư Trần Quang Sĩ mà tư vấn cho Lê Thanh Minh Tú kiện ra Liên đoàn Luật sư đối với luật sư Trần Quốc Vũ. Thì mọi người cũng đã biết là luật sư Trần Quang Sĩ này là đạo đức về nghề nghiệp như thế nào rồi. Thứ nhất là đầu tiên là bảo vệ và bào chữa cho ông thần y Lăng Băm Võ Hoàng Yên. Thì mọi người cũng đã biết là ông Võ Hoàng Yên này là lừa đảo chữa trị không hết bệnh trong suốt 14 năm qua. Mặc dù không đủ cơ sở để khởi tố, nhưng mà những vụ việc ông làm ít nhiều thì cũng lừa đảo bà con mình tiền mất tật mang. Như vậy đó mà ông luật sư Trần Quang Sĩ này lại lên binh vực cho những cái tà ác đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là binh vực cho những luật sư mà vô phòng làm việc của BC02 chỉ trỏ vào mặt của CEO Nguyễn Phương Hằng, nói là CEO Nguyễn Phương Hằng vu khống. Như vậy thì từ cái đạo đức nghề nghiệp của ông luật sư này, đa số là bào chữa cho những cái tà ác, những cái gian dối. Mặt khác, có liên quan mật thiết đối với kênh Nam Quang Tiến Dũng, mà Nam Quang Tiến Dũng là kết nối với tên Trương Quốc Huy là phản động. Tên Trương Quốc Huy thì mọi người cũng đã biết là thời gian trước cơ quan chức năng của nhà nước mình đã khởi tố và phạt xử án là phạt đối với tên Trương Quốc Huy này 6 năm tù giam do là tội chống phá nhà nước là phản động, sau đó lưu vong bên nước ngoài và từ đó lập cái kênh YouTube N10TV để chuyên nói xấu đảng và nói xấu nhà nước. Từ đó cái kênh Nam Quang Tiến Dũng này cũng móc nối đối với hai cái kênh Nam Quang Tiến Dũng móc nối với Trần Quốc Huy, Trương Quốc Huy, mà ông luật sư Trần Quang Sĩ này lại bên vực cho cái kênh Nam Quang Tiến Dũng. Như vậy thì ít nhiều chúng ta cũng suy đoán được rằng là luật sư Trần Quang Sĩ này cũng có liên quan một phần đối với hai cái kênh YouTube đó. Từ đó mà chúng ta thấy là luật sư Trần Quang Sĩ này cái đạo đức và cái nghề nghiệp kể cả về cái thân phận như thế nào, có phản động hay không thì chúng ta cũng chưa nắm được, nhưng mà chúng ta suy đoán cũng có một phần liên quan. Đầu tiên nhất là đánh phá vào cái doanh nghiệp mà lớn nhất nhì của Việt Nam, tức là doanh nghiệp Đại Nam, đó là đánh về nền kinh tế. Thứ hai nữa là dùng những lời lẽ vu khống, bịa đặt, xúc phạm hoặc là nêu ra những điểm yếu mạnh đối với một cái trường luật thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào, cái clip trước tôi đã phân tích. Thì thứ hai là đánh vào ngành giáo dục. Thứ ba nữa là cái clip mới đây nhất là đánh vào là Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thì đánh vào tôn giáo. Như vậy thì về mặt kinh tế nè, về mặt là giáo dục nè, về mặt là Phật pháp nè, tức là tôn giáo đó, là ba mặt ông luật sư Trần Quang Sĩ này đều đánh vào đó hết. Mặc dù đối với là Thích Nhật Từ là Thượng Tọa, như vậy thì là tu, nhưng mà được Hội Phật Giáo Việt Nam công nhận, đó là vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Còn ở đây ông luật sư Trần Quang Sĩ bảo vệ cho Thiền Am là những người tu giả. Tại sao tôi nói là tu giả? Tại vì cái thứ nhất là tu mà không được Hội Phật Giáo Việt Nam công nhận gọi là tu giả. Mặc dù sự việc đó tu như thế nào hay là làm những việc xấu hay không thì tôi không quan tâm, nhưng mà trường hợp mà tu mà không được Hội Phật Giáo chấp nhận, đó là tu giả. Nhưng mà ông sĩ này lại tiếp tục binh vực cho những cái tu giả đó lên đây tiếp tục tư vấn đối với là Lê Thanh Minh Tú để kiện tố cáo luật sư Trần Quốc Vũ ra Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đây em mời mọi người nghe ông luật sư Trần Quang Sĩ này đọc một cái lá đơn. Thay vì em đọc, nhưng mà thôi em làm biến quá, em mời luật sư Trần Quang Sĩ đọc luôn cho nó vui, đúng không mọi người? Rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích. Mọi người, mời mọi người cùng nghe. Mời quý vị nghe tôi đọc nhanh cái thư của Lê Thanh Minh Tú. Thanh
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 7 năm 2022 đơn tố cáo khẩn cấp về việc luật sư Trần Quốc Vũ và luật sư Âu Quang Phục, văn phòng luật sư Thịnh Quốc thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư. Kính gửi Ban Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Họ tên người tố cáo Lê Thanh Minh Tú, sinh năm 1988, số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Điện thoại: tôi là người có đơn tố cáo đề ngày 14 tháng 3, tức là ngày 14 tháng 3 trước đó thì đã có đơn, gửi đến Ban Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo luật sư Trần Quốc Vũ, trưởng văn phòng luật sư Thịnh Quốc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đang được Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết. Nay nhận thấy hành vi vi phạm tiếp tục diễn ra rất nghiêm trọng, có nguy cơ gây ra hậu quả khó lường, khó khắc phục, nên tôi làm tiếp đơn tố cáo khẩn cấp này để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư của hai luật sư Trần Quốc Vũ, luật sư Âu Quang Phục. Mọi người nghe kỹ nội dung nha. Vào sáng ngày 30 tháng 6, tức là phiên tòa bị hoãn vừa rồi quý vị, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lợi dụng quyền tự do dân chủ xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa. Khi làm thủ tục vào cổng trụ sở tòa án và sau đó là vào phòng xử án thì luật sư Trần Quốc Vũ đã hợp thức hóa cho một YouTuber là Victor Hồ, chuyên hành nghề chạy xe ôm. Vào phòng xử án, Victor Hồ vào ngồi nơi dành cho phóng viên báo chí tác nghiệp. Luật sư Âu Quang Phục đã hợp thức hóa cho một YouTuber là Hồ Văn Thuận, chuyên hành nghề cò nhà đất, vào phòng xử án với vai trò là thư ký giúp việc. Vào phòng xử án, YouTuber Hồ Văn Thuận ngồi bàn dành cho các luật sư bên cạnh luật sư Trần Quốc Vũ và luật sư Âu Quang Phục. Hành vi trên của luật sư Trần Quốc Vũ và luật sư Âu Quang Phục đã vi phạm pháp luật, vi phạm bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của luật sư khi tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự mà an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt. Điều đáng nói, ngay sau phiên tòa ngày 30 tháng 6 ấy, dự kiến sẽ xét xử lại vào ngày 20 tháng 7 tới đây, nhiều hình ảnh được trang YouTuber Trần Quốc Vũ và trang YouTube luật sư Vlog của luật sư Âu Quang Phục đã tung ra nhiều hình ảnh diễn ra trong phòng xét xử, với nhiều hình ảnh cá nhân cụ Lê Tùng Vân, bị cáo 90 tuổi, bị xuyên tạc và bị xúc xỉm. Chúng tôi cho rằng không chỉ cụ Lê Tùng Vân mà 5 bị cáo bị tạm giam hay các thành viên Thiền Am bị xúc phạm nghiêm trọng, bị xâm phạm thô bạo về hình ảnh và tính trang nghiêm của phiên tòa cũng bị phá vỡ, luật pháp và pháp đình bị phỉ báng bởi một số YouTube đối nghịch, trong đó có trang YouTube của hai luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa là Trần Quốc Vũ và Âu Quang Phục. Thì xin dừng ở đây để giải thích quý vị. Tất nhiên quyền của hội đồng, nhưng ở đây qua đơn tố cáo của Lê Thanh Minh Tú cho thấy rằng luật sư Trần Quốc Vũ đã lương lẹo đưa người hoàn toàn không có đủ tư cách để vào đó lại làm cái công việc của một YouTuber. Và chúng ta nhớ rằng việc chụp ảnh quay phim tại phiên tòa thì nội quy của tất cả các phiên tòa trong cả nước đều bị nghiêm cấm, trừ khi... Đó là toàn bộ cái nội dung của cái lá đơn mà qua lời của luật sư Trần Quang Sĩ phân tích và tư vấn. Mọi người nên thấy là cái nội dung mà đối với Lê Thanh Minh Tú mà luật sư Trần Quang Sĩ này tư vấn, mọi người thấy buồn cười không? Chỉ nói ra một cái câu rằng là nói ra một câu là biết luật sư Trần Quang Sĩ này là ma mị rồi. Tôi đặt giả dụ như bây giờ là trong cái đơn nêu rõ là luật sư Trần Quốc Vũ gài một người là chạy xe ôm đi vô cơ quan tòa án. Đối với luật sư kia thì gài một người cò đất đi vô tòa án.
chẳng khác nào là nói là tòa án quản lý không nghiêm, hay là nói cán bộ nơi đó, hay là nói cán bộ duy trì tòa án đó không nghiêm. Tại sao Trần Quốc Vũ này lại cài được? Và trước khi mà cơ quan chức năng, hay là cơ quan tòa án, hay là cơ quan viện kiểm sát, người ta xét thấy những người nào có liên quan, người ta mới cho phép vô đó dự phiên tòa. Nhưng mà đằng này nói là luật sư Vũ tự ý á, cài một người vô là chạy xe ôm và một người cò đất. Như vậy thì đối với trình độ của luật sư Trần Quốc Sĩ này là như thế nào? Tôi đặt giả dụ như bây giờ một cái tòa án diễn ra như thế, trong đó có như thế nào? Cán bộ công an nè, duy trì trật tự an ninh của tòa án đó nè, và là cán bộ tư pháp nè, kể cả là cán bộ về viện kiểm sát nè, cơ quan cảnh sát điều tra nè, và cơ quan chủ tọa phiên tòa, đủ thứ trong đó hết. Như vậy thì luật sư Trần Quốc Vũ này cài người trà trộn vô đó được. Như vậy thì nói chẳng khác nào cơ quan chức năng là quản lý lỏng lẻo, đúng không? Nên là cái nội dung ngay từ buổi đầu đó là chúng ta đưa ra là những cái nội dung đó hoàn toàn không có chính xác. Và tôi đặt giả dụ như là trong phiên tòa, liệu những người đó chụp hình được hay không? Và nếu như không được phép của tòa án như vậy á, thì những người đó chụp hình ra sao? Đương nhiên là kiện là một chuyện, còn cái chuyện mà xét xử hay không, hay là xem xét hay không, đó lại là chuyện khác. Đương nhiên là luật sư Trần Quốc Vũ cũng có quyền là nói lại. Nếu tôi đặt giả dụ như giờ một cái tòa án nghiêm minh như thế, huyện Đức Hòa là nghiêm như thế, vậy thì Trần Quốc Vũ cài người ra như thế nào? Cơ quan công an của mình dễ cho luật sư Trần Quốc Vũ này cài người vô lắm hay sao? Nên đó là những cái lời lẽ thật sự mà nói vô căn cứ. Và trong một cái clip hay trong một cái đơn mà loan truyền trên mạng, có một vị khán giả cung cấp cho tôi, mọi người nhìn cái đơn đó. Đơn yêu cầu tòa án, đó là cái nội dung thứ hai mà tôi muốn trình bày đó. Yêu cầu tòa án quận Gò Vấp là xử lý hình sự đối với luật sư Trần Quốc Vũ. Cái này thay cho viện kiểm sát luôn. Thật sự là thay cho viện kiểm sát luôn. Tại vì chỉ có cơ quan điều tra đối với là viện kiểm sát mới đề nghị được tòa án là xử lý hình sự đối với người nào. Còn đằng này một công dân mà bây giờ luật sư Trần Quốc Sĩ lại tiếp tục là tư vấn, là nói là yêu cầu tòa án là phải xử lý hình sự đối với là luật sư Trần Quốc Vũ. Mọi người thấy vô lý hay không? Và luôn cái chuyện này tôi phân tích thêm cho mọi người nắm, cũng như cô nhà báo Hằng Ni đó, nói rằng lên đây phân tích là những người nào có liên quan đến vụ việc mới có được quyền yêu cầu tòa án và khởi kiện ra tòa án. Cũng như trong bộ luật tố tụng dân sự, người ta quy định tại điều 186 và 187, tức là trách nhiệm của người liên quan đối với người khởi kiện, tức là một vụ án dân sự. Mà cô Hằng Ni lên lại nói rằng là đối với người nào trong cuộc thì mới có quyền là thư kiện. Bây giờ đây thì luật sư Trần Quang Sĩ lại tương vấn cho là Lê Thanh Minh Tú. Ban đầu là ông này nói là không có liên quan gì đối với Thiền Am, vụ án của Thiền Am đó, không liên quan. Nhưng mà khởi kiện ra tòa án là đã sai rồi. Trừ khi là anh tố giác, anh tố cáo thì anh có quyền, nhưng mà anh khởi kiện ra tòa án là không có quyền. Như vậy thì luật sư Trần Quang Sĩ này có nắm được cái điều đó hay không? Đó, tôi đặt giả dụ như trong một cái vụ án dân sự đó, người ta quy định rõ là điều 186 và 187, nó quy định là trách nhiệm của người liên quan đối với người khởi kiện. Như vậy thì trường hợp này đó, liên quan đến liên đoàn luật sư hay là liên quan đến tòa án là một cái vụ kiện dân sự. Như vậy thì trách nhiệm của người liên quan bây giờ là Lê Thanh Minh Tú này đại diện cho cái gì đây? Từ đầu đến cuối là luật sư Trần Quốc Vũ này có xúc phạm gì tới Lê Thanh Minh Tú hay không? Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn tôi đặt giả dụ đây là một vụ án hình sự đối với là Lê Thanh Minh Tú và luật sư Trần Quốc Vũ, thì anh chỉ có quyền tố cáo hoặc tố giác, chứ anh không có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc là yêu cầu tòa án gì cả. Yêu cầu và đề nghị tòa án là chỉ có cơ quan cảnh sát điều tra
và là cơ quan viện kiểm sát mới có quyền yêu cầu tòa án thôi. Còn anh chỉ tố giác tố cáo thôi, còn mọi việc còn lại là do cơ quan chức năng người ta làm việc vào làm sáng tỏ. Nếu như cơ quan cảnh sát điều tra mà điều tra xét thấy vụ án nó liên quan tới vụ án hình sự thì cơ quan chức năng có quyền đề nghị tòa án khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Như vậy thì ông luật sư Trần Quang Sĩ này là tư vấn cái gì đây? Mọi người thấy từ cái lá đơn là gửi lại tòa án hoặc là viện kiểm sát của quận Gò Vấp. Mọi người thấy qua cái vụ việc luật sư Trần Quang Sĩ hay là cô nhà báo Hằng Ni, bây giờ hai người này tương tác lẫn nhau, một người nói là người nào có liên quan mới có quyền khởi kiện, bây giờ một người thì lại đưa những người không liên quan vô khởi kiện. Như vậy thì có phải là luật sư Trần Quang Sĩ đang tát thẳng vào mặt cô Hằng Ni hay không? Mà hai người làm chuyện trên trời dưới đất, không liên quan gì tới luật. Ông luật sư Trần Quang Sĩ thì lên phân tích là nói là cái ma mị của luật sư Trần Quốc Vũ là cài người vô được tòa án, quay phim chụp ảnh. Cái đó là ông lời của ông luật sư Trần Quang Sĩ nói. Thì chẳng khác nào gián tiếp nói là cơ quan chức năng quản lý không nghiêm, hay nói đại là công an của huyện Đức Hòa duy trì không tốt, hay là nói đại là tòa án là xử lý không nghiêm, nói đại như vậy đi. Đó là lời của luật sư nói. Luật sư Trần Quang Sĩ nói như thế thì chẳng khác nào nói như vậy đâu cho gọi. Mà trong một cái cơ quan của tòa án, mọi người biết là cơ quan luật pháp của mình nghiêm minh đến mức độ nào, và kể cả công an của mình canh gác ở đó ra sao. Mà bây giờ hai người này lên lại nói là luật sư Trần Quốc Vũ cài người vô đó. Nói chung là trong cái vụ việc này á, cái chuyện thư kiện là một chuyện, hoặc cái chuyện tố cáo là một chuyện, còn cái chuyện xem xét hay không đó lại là chuyện khác. Thì mọi người đừng có tin vào luật sư Trần Quang Sĩ này để dẫn dắt. Đương nhiên là dỗ bổ bìm leo. Mọi người biết rằng là trong thời gian này rất là vụ việc ngoại cảm, họ chủ yếu là gây cái áp lực đối với luật sư Trần Quốc Dũng mà thôi. Tức là họ dùng đủ mọi cách để làm cái áp lực đè nén tâm lý đối với là luật sư Trần Quốc Dũng, chứ thật sự không có liên quan gì cả. Ở trong tòa án bây giờ chưa ai khởi kiện, hoặc là thậm chí là những người này không có liên quan, làm gì có cái chuyện mà đưa lên bắt ngáo. Rồi liên quan tới cái chuyện mà Lê Thanh Minh Tú yêu cầu tòa án xử lý đối với luật sư Trần Quốc Dũng, mọi người thấy có liên quan gì không? Lê Thanh Minh Tú này là ai vậy? Xử lý hình sự là xử lý như thế nào? Vậy mà luật sư Trần Quang Sĩ này lại lên là tư vấn đủ thứ hết, sai lệch hết. Đó là những cái nội dung mà liên quan tới luật sư Trần Quang Sĩ, mà mọi người cũng nên xem xét về tư cách, hay là xem xét về cái thân phận của luật sư Trần Quang Sĩ này như thế nào. Từ đầu tới giờ thì mọi người biết là bào chữa cho những cái ác, hòa binh vực cho những cái kênh YouTube bên nước ngoài phản động, thì xem xét lại coi tình hình, coi ông luật sư Trần Quang Sĩ này ra sao. Thì đương nhiên là trên cương vị chúng ta phân tích, chứ còn chúng ta không quy chụp, để cho mọi người suy nghĩ mà thôi. Qua đây thì mình cũng chuyển qua cái nội dung thứ ba. Thì gần đây cũng đã loan truyền trên mạng rằng là một cái thông tin, tức là CEO Nguyễn Phương Hằng đã có cái bản án rồi, chỉ đợi ngày công bố mà thôi. Sự thật là như thế nào? Đương nhiên đó là những tin đồn của tất cả các kênh YouTube anti-fan nhằm tấn công và dẫn dắt dư luận, hay là đè bẹp những khí thế đối với là những người ủng hộ việc làm tốt của CEO Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Chứ thật sự không thể nào có bản án trước được nha mọi người. Chưa đưa ra xét xử thì không thể nào có cái bản án trước được. Nên là đừng có tin tưởng vào những cái kênh YouTube mà dơ, tôi kêu bằng dơ hay là anti-fan, không có cơ sở và căn cứ. Mọi người nên biết rằng, tôi đặt giả dụ như trong một cái vụ án hình sự, nếu như muốn xử kín thì chỉ đặt vài lý do. Tôi đặt giả dụ như là nó trong cái hiến pháp năm 2013, tức là điều 103, nó quy định rất là cụ thể, tức là tòa án thì phải được xử công khai minh bạch, chỉ trừ những trường hợp liên quan tới bí mật của nhà nước, bí mật của quốc gia,
hay là thần phong mỹ tục của dân tộc, hay là trẻ em dưới tuổi thành niên, hay là do yêu cầu trực tiếp của đương sự. Như vậy thì trong vụ việc này, hay là trong vụ án xử lý CEO Nguyễn Phương Hằng, thì chỉ có là CEO Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xử kín thì tòa án mới xử kín thôi. Tại vì luật pháp của mình nghiêm minh à. Và căn cứ vào điều đó thì căn cứ vào cái hiến pháp năm 2013 à, thì năm 2015 cái bộ luật tố tụng hình sự cũng căn cứ vào điều 25, nó quy định cũng lời lẽ cũng giống như là điều 103 của hiến pháp năm 2013, tức là vụ án phải được xử công khai minh bạch. Mà cho dù xử kín đi nữa thì cái quyết định của tòa án hay quyết định tiên hay là ngày xử cũng được công khai minh bạch. Nó quy định tại điều 327 của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, mọi người vô đó mà đọc. Nên là cái việc mà đối với những cái kênh anti-fan nói là CEO Nguyễn Phương Hằng phải đối diện với mức án là 7 năm đến 10 năm, đó là những cái thông tin vô căn cứ à. Đương nhiên là mình trên cứ vậy là phân tích, còn khi mà cơ quan chức năng kết luận đó mới là kết luận cuối cùng à. Bây giờ tòa án xử mà tất cả các kênh YouTube anti-fan lại ngồi xổm trên pháp luật rồi, là đưa ra cái bản án trước luôn rồi, loan cái tin đồn, thì mọi người thấy là sự việc nó như thế nào đó. Thì qua cái vụ việc hôm nay chúng ta đánh giá lại á, những cái tinh thần hay là những cái trình độ đối với luật sư Trần Quang Sĩ và cái thân phận của luật sư Trần Quang Sĩ này xuất phát từ đâu, mà tờ trước cũng đã sa thải ra khỏi liên đoàn luật sư của Vĩnh Long. Như vậy á, thì bây giờ ổng đi có một thời gian ổng đi bên nước ngoài hay gì đó, thì bây giờ thân phận ổng là gì, tại sao lại bênh vực cho tất cả các kênh YouTube là bên nước ngoài chuyên gia nói lời nói xấu đảng nói xấu nhà nước, mà về đây mọi người từ khi mà luật sư Trần Quang Sĩ lên kênh YouTube á, thay vì là lấy danh dự của một người luật sư hay là lấy thân phận của một người luật sư, đằng này lấy cái tên là YouTuber Trần Quang Sĩ đó, lên tấn công một là vào công ty lớn nhất nhì của Việt Nam, tức là công ty Đài Nam. Cái thứ hai nữa là tấn công vào ngành giáo dục, tức là trường luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ ba nữa tấn công vào tôn giáo, tức là thầy Thích Nhật Từ. Như vậy thì mọi người thấy là cái thân phận ông là như thế nào, tấn công vào ba ngành à, kinh tế à, giáo dục và Phật giáo. Một người là như vậy, chỉ có một phần tử là như vậy rồi à, thì mọi người thấy là nguyên một cái tổ, nguyên một cái nhóm thì nó như thế nào. Đương nhiên là chúng ta không quy chụp à, cương vị như thế nào thì cơ quan chức năng là người quyết định cuối cùng. Thì qua cái clip hôm nay em chỉ làm ngắn nốt về ba cái nội dung đó, liên quan tới những cái lá đơn đó, mà kiện đối với luật sư Trần Quốc Vũ, đó là những cái vụ việc để trấn áp tinh thần mà thôi, chứ không có liên quan gì tới. Liên quan hay không là cái chuyện luật sư Trần Quốc Vũ nói cái cô Nico kia, mà Nico gọi là Nico giả tạo đó. Và gần đây nhất thì mọi người cũng đã thấy là kênh của Nhất Phương, tức là nhạc chế Nhất Phương, thấy thầy ông nội khóc. Tôi không biết là Nhất Phương hay là Nhất Nguyên hay là Nhất gì đó, không biết là có liên quan gì, có phải là anh em cùng cha khác mẹ hay không thì mình không biết à. Cái thứ hai nữa, Lê Thanh Minh Tùng à, tự nhận là con của ông thầy ông nội, tức là ông Lê Tùng Vân, nhưng mà ông này thì Lê Thanh Minh Tú à, không biết có phải là con của ông Lê Tùng Vân hay không thì mình cũng không biết à, sự việc như thế nào thì mình chờ cơ quan chức năng là người quyết định cuối cùng. À, mọi người nhớ đăng ký kênh Ninh Hoàng Nhân ủng hộ em làm động lực, làm cái cơ sở, làm cái clip tiếp theo. Em chào mọi người và hẹn gặp lại.